Alo anh chị, tuần vừa rồi thì em có làm video để cho anh giúp anh chị lấy cái bằng Barbicide COVID-19. Video này là cho cái Barbicide Certification bằng thứ hai. Mà em cái quan trọng là anh chị hiểu và thực hành những cái điều mà anh chị học trong cái course này. So tại vì em thấy nhiều video trên YouTube có chỉ anh chị cách trả lời những câu hỏi mà không có giải thích cho anh chị hay dịch cho anh chị hiểu cái course này nói gì. So video này thì em muốn giải thích cho anh chị, dịch lại sơ sơ để cho anh chị hiểu, tại vì cái quan trọng là anh chị phải hiểu và thực hành, put into action, phải practice. Tại vì nếu như anh chị lấy bằng không mà không có thực hành cách vô, thấy anh chị không có làm đúng, or inspector tới anh thấy bảng để đàng hoàng ở trong tiệm looks good, nhưng nếu như anh chị không có practice, không có thực hành thì khách sẽ không thích nữa, and then sẽ đi salon khác hoặc inspector anh chị không có pass key inspection. Okay, so link của Barbicide courses này thì em sẽ để trong description of video. Anh chị nhớ bấm subscribe giùm em và bấm chuông, rồi anh chị sẽ có notification liền nếu như em có video mới. Okay, so let's see. So trong link, sau khi anh chị vô link thì anh chị bấm Barbicide Certification. Okay, bấm Start Course. Next. So nếu như anh chị đã có lấy bằng thứ nhất rồi thì anh chị tiếp tục login bên tay trái ở đây. Nếu như anh chị chưa thì anh chị phải làm account mới ở đây, đăng ký cho account, anh chị để email address vô, cái tên anh chị muốn hiện lên trên cái certificate để khi anh chị in ra thì có tên của người mà lấy cái course này, and then cái mật mã, rồi bắt đầu bấm start course. Nhưng giờ em thì đã có account rồi, em cái mật mã và email của em đã có trong đây rồi, em bấm start course. Okay, so bấm next. Next. Okay, cái này không có liên quan đến Canada. So bấm next. Reason 2, the threat level is growing. So có nhiều, rất nhiều bacteria and virus có thể spread and trong vòng vài tiếng thôi. Antibiotic resistance, so những superbugs bacteria không có nếu như mình uống antibiotic nó không, nó vẫn spread and không có giúp mình, and there are new germs all the time. So next, reason 3, protect your business. So tốt cho business, good on nếu như anh chị để cái bằng lên trong tiệm and also để lên trên Facebook or Instagram thì khách anh chị sẽ biết là anh chị hiểu. So step 1, bước 1 là phải clean or sanitize khẩu trùng. So cleaning là khi anh chị clean thì những cái mà anh chị thấy với mắt của anh chị thì không còn nữa, plus những germs are destroyed. So những cái trùng, di trùng are destroyed là không còn nữa. So anh chị có thể dùng warm and soapy water, nước ấm và xà bông, hoặc có thể dùng chemical cleaner. And then sẽ bắt anh chị có thể bắt đầu bước thứ hai. So bước thứ hai là khử trùng, the disinfection. So anh chị có thể dùng barbicide, disinfectant like barbicide. Disinfection is for non-porous implements and surfaces. So non-porous là những thứ cứng, không có cứng mà mình dễ clean được. Porous là những cái
giống như vải mình không có clean được, single use. So những cái mà porous mà mềm thì mình phải dùng xong là bỏ, dùng một lần thôi. And then disinfection thì anh chị phải phải trộn mix đúng, and contact time, cái thời gian mà anh chị để cái chemical lên bàn, thí dụ appropriate changing, and then phải thay cái solution. Thứ ba là sterilization. Cái này thì không có cần thiết sterilization, dùng UV để sterilize, and heat or pressure to destroy microbes. So những thứ mà có thể disinfected, non-porous items such as plastics, nhựa và sắt có thể disinfect được, nhưng những cái mà không có thể disinfect thì phải single use, and then sau khi dùng một lần thì bỏ. So những cái mà không có thể disinfect là cotton, orange sticks, nail files, pumice stones, buffing blocks, and chamoy. I don't know how to pronounce that. So những thứ anh chị thấy dưới đây. Next, mixing and concentration. So barbicide thì anh chị phải trộn đúng. Cái này thì anh chị có trên cái bottles already, and anh chị có thể maybe không dùng barbicide, so em sẽ không có đọc thêm về cái này. Contact time. So for example, những mỗi chemical khác nhau. So barbicide thì cần ít nhất 10 phút immersion, là để vô cái solution, thì anh chị phải để cái tool đó vô cho ít nhất 10 phút. 10 for immersion. Contact times are listed on. And mỗi cái barbicide wipes, for example, là 2 phút. What product should I use and when? So, bằng sắt, bằng nhựa, for example, combs and scissors and tail, tools for nails, thì 10 phút, and then mỗi ngày phải thay cái solution đó. Còn cái spray thì anh chị có thể xịt trên sắt và nhựa, and on other surfaces, like for example, bàn, thì contact time phải 10 phút, and barbicide wipes, cái chùi with the wipes, metals and plastics, and on surfaces, contact time là 2 phút. Next, product label requirements, phải nhớ mix properly and thay đổi mỗi ngày cái solution. Okay, common state rules, change daily, phải thay mỗi ngày, phải cover cái container at all times. Okay, chemical safety, cái đó em skip over. Ok, nhớ để bàn ở trong tiệm. Ok, so giờ bấm start test. Ok, so giờ bắt đầu start test, có 12 câu hỏi. So câu hỏi này là thứ nhất. Barbicide solution used for immersion of implements should be changed daily. So cái solution, cái nước barbicide phải thay đổi mỗi ngày. Daily. C, next question. You have just completed a service and has several dirty implements, combs, shears, cuticle nippers. So sau khi làm service, and then anh chị có vài thứ tools mà dơ. To make these safe for use on the next client, you would do the following in the order they appear. So để cho an toàn cho cái người khách kế tiếp thì anh chị phải làm cái gì? So next one is clean rồi disinfect. Clean trước with soapy water. Warm soapy water, or disinfect from barbicide, or with the barbicide wipe. So C. Next, you have a new co-worker in the salon, có người thợ mới trong tiệm, and are sharing with some of the reasons you feel is important to practice. And anh chị cho người đó biết, anh chị cái lý do anh chị phải tiệm phải sạch sẽ and phải vệ sinh. Based on this learning module, which these are important reasons to do. Infection control. New, more dangerous. Okay, because mỗi ngày có nhiều bacteria mới, new germs, costly citations. So nếu như mình bị không có theo luật infection, and then có người infection, or then có người khiếu nại thì sẽ tốn tiền. Many common pathogens such as ringworm, while not deadly, can give your salon a very bad rich. So những cái pathogens such as ringworm, or any nếu như khách nào bị
infection không có deadly, không có quan trọng lắm, nhưng sẽ cái salon sẽ có bad review, for example bad reputation, and then nhiều người nghe khách mình ăn chỉ sẽ nhiều người khách sẽ bỏ, không có đến nữa. So all of the above, D là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư: thinking about the steps of a disinfection, which of the following items could be properly disinfected? So để khử trùng disinfection trong dùng barbicide, cái chemical, thì những thứ gì có thể disinfect with cái barbicide? Nail file, cái này thì dùng một lần bỏ, neck strip cũng dùng một lần bỏ. Shears là bằng sắt, so cái đó disinfect được. Next question. So all EPA registered disinfectants have a label that states what pathogens are. So những cái disinfectants mà anh chị mua ở trên đó list or có cái label nói là có thể giết gì trùng gì, germs gì, bacteria gì, one of the most important factors. So cái quan trọng là bao nhiêu phút. So anh chị để cái kéo or cái tool, nail tool bằng sắt vô cái chemical phải để ít nhất bao nhiêu thời gian, contact time. But cái này thì hỏi what is the contact time? Visibly moist contact. So khi anh chị dùng cái wipe để chùi cái nail clippers, cuticle cutters phải ướt cho bao lâu? Là 2 phút with the wipes. Next, câu hỏi thứ 6 là barbicide có 2 disinfectants không cần thay. So not does not require changing. Đó là cái barbicide spray and A and C. While providing a service, the client shares that they have a sore that has been very slow to heal and bleeds frequently. So có người khách nói là có cái sore là thí dụ đau ngón tay and không chưa có lành, and thường chảy máu ngoài frequently, thường. What advice should you give? Cover the area of the band-aid, consult C, liên lạc bác sĩ. Next, there are many people who have medical conditions which put them at a greater risk. So những người dễ bệnh hơn, tại vì lớn tuổi or có cái bệnh gì khác mà dễ bệnh. From simple. So greater risk, or so nếu như mình lỡ cut người ta hay làm trầy da thì có thể dễ bệnh hơn. Which conditions are known to create an increased risk? B and C. Okay, B and C. So những người mà có diabetes, tiểu đường và asthma. And then so 9, chemical safety is important in the salon environment. Which of the following are required or best practices regarding the use of chemicals? So những cái chất này quan trọng, cái safety an toàn của anh chị. Tại vì nếu như anh chị trộn cái chemical mà không có trộn đúng or trộn đại, lấy bleach and then trộn cái này cái nọ thì không có an toàn. Tại vì có chemical có thể làm hơi mà anh chị hít vô không tốt cho người, and then có người xỉu rồi có người hại sức khỏe của anh chị. So number 9 is SDS. All bottles contain liquids properly marked with contents. So những bottles của anh chị phải có cái label ghi là đàng hoàng là có trong gì, có trong cái bottle có gì trong đó. Chemical must be stored. So nếu như chemical nói là phải để chỗ nào mà không có nóng quá thì anh chị phải make sure là phải để đúng chỗ. So D, all of the above. Next question. If a customer asks what your process is to assure that their service will be safe. So câu hỏi 10 là you should, nếu như khách hỏi cái steps của anh chị làm gì để cho cái service anh chị đưa cho khách là an toàn như người khách, thì anh chị sẽ nên show him or her the steps used to disinfect items. So câu hỏi số 10 là A. Show him or her là chỉ cho người khách của anh chị biết
cái cách bước của anh chị làm để cho clean và disinfect những cái tools and salon của anh chị. Next question, number 11. Mixing and using barbicide correctly is key to proper disinfection. Which of the following? So, trộn cái barbicide solution or chemicals anh chị dùng theo cái instructions rất quan trọng. So, cái nào đúng trong A, B, C, and D? Số 11. Mix 2 ounces. Oh, so, số 11 này for barbicide là all of the above. D. And next question. Còn câu hỏi cuối cùng, number 12. In most states, disinfection requires licensing the anti-fi. Để những cái dirty implements, là những cái tools dơ trong cái container gây dirty trên đó. Để cho người ta biết, để cho người nếu như anh chị đi bàn khác or đi nghỉ việc giờ trưa và nên người khác vô làm thì người đó biết là cái tool đó dơ, không có để trên bàn để cho người kế tiếp dùng lại. Next. Submit my answers and then download certificate of feature on đây. Để download xong lên computer của anh chị, anh chị có thể in ra hoặc share trên Facebook. And then những câu hỏi dưới đây hết, everything green, that means là anh chị trả lời hết đúng hết. Nếu như anh chị nào đã làm sai thì anh chị có thể lên bấm ở trên đây rồi trở lại bấm ở đây and then bấm cái nút start over rồi trả lời, bắt đầu trả lời lại. Ok, and that's it. So tại vì em thấy anh chị có dạy videos chỉ anh chị cách làm nhưng em thấy những cái answers không có đúng. So nếu như anh chị trả lời một câu hỏi không có đúng, dẫn pass, dẫn download certificate được. Let's see right there. So download certificate. So barbicide certification, Yam Toot. And then anh chị nếu như anh chị in ra, and then all employees của anh chị in ra, mỗi người có hai cái certificate thì tiệm của anh chị sẽ nổi bật, sẽ stand out, and then khách của anh chị sẽ feel là cảm giác confident. Là anh tiệm anh chị có khử trùng đúng, sanitize đúng và vệ sinh. Ok, thank you anh chị. Bye bye.